chào mọi người nha. Hôm nay thì mình với anh Linh sẽ ra khơi lặn sò biển nha mọi người. Giới thiệu với mọi người bên cạnh của mình đây là anh Linh thợ lặn nha. À, chào tất cả mọi người nha. Ủa anh Linh, hôm nay thì anh sẽ lặn độ sâu khoảng bao nhiêu và chủ yếu mình lấy sò gì anh? Lặn độ sâu nước 19 mét nha mọi người. Chủ yếu là lặn sò dương với sò điệp, ốc, hải sản, nói chung là các loại hải sản nha mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng đón xem cách anh Linh làm việc dưới biển như thế nào nha.
dương to to không. Đây nha mọi người, quá trình lên xuống đánh bắt đây nha. Hay quá, hôm nay trời êm nhưng mà nước nó hơi lừa, nước nó hơi mờ chút do ảnh hưởng bão nha mọi người. Vừa quay mà vừa lặn vậy là hay lắm anh ơi. Đây là hai sấy em muốn lên thịt chấm này, giờ cái bán mặt này. Đây ốc giấm nha mọi người, ốc giấm còn gọi thường là ở vùng gọi là ốc giấy. Nhìn xô này á, gần cái chuyện bạc đó mọi người ơi, ít đâu nha. Xô đây là tiền triệu á. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Mọi người nhớ mọi người nha.
người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha. Bye bye. Bye bye.